Xin chào quý vị và các bác. Và hôm nay giới thiệu anh em một bộ âm thanh đến từ thương hiệu của Denon. Đó là âm ly Denon 940V, một trong những mã âm ly cực kỳ nổi tiếng của dòng Denon các bác nhá. Và đang được ghép vào một đôi loa khủng có mã là Technic SB7A. Mời các bác cùng thưởng thức chất âm xem nó tuyệt vời đến mức nào. Denon 940, nó là một trong những mã âm ly rất nổi tiếng của dòng âm ly Denon. Đặc biệt cái dòng âm ly này, ngoài việc chơi loa Nhật hay như các bác đang nghe đây, thì cái dòng loa âm ly này nó đánh rất tốt vào những dòng loa của Mỹ, của châu Âu, chẳng hạn đó là JBL hoặc loa Bow. Chính vì vậy mà nó có tên tuổi hàng bài zin và đẹp, màu đen. Anh em có thể thấy đây, Denon 940. Còn âm ly này thì nó cũng được mệnh danh là ghép các loại loa các bác nhá. Hai tụ lọc siêu to bên trong này, một nguồn to màu vàng. Đó. Thông số của mẫu ly này đó là 205W 100V. 397 số series. Với những con âm ly đặc biệt như thế này thì người ta không bán hiệu watt anh em nhé. Chẳng hạn anh em có thể tham khảo đó là những dòng Denon hoặc dòng Marzahn Luckmann. Nó chỉ cần tầm 150W đến 200W đã có giá cao vút chỉ rồi. Bởi vì nó có cái độ nhạy ra loa, cũng như là cái việc ghép loa của những con âm ly kiểu như thế này, thì nó nằm trong bàn lòng bàn tay, nó cực kỳ dễ ghép. Nội thất sạch sẽ đẹp, đảm bảo zin xịn cho anh em. Và đôi loa đang được phối ghép cùng với nó là đôi loa Technic SB7 Bass 32. Đôi loa có cấu tạo là bát màng trống, Smith trống, chép phẳng, bát trống. Đôi loa này thì nó có tiếng bát cực kỳ dữ dội, mạnh mẽ. Loa tuyến loa đẹp thùng gỗ lại. Chiều cao tầm 67, bề ngang là 38, còn chiều sâu là 32. Còn con âm ly này bề ngang nó tầm khoảng 43, 43,5 các bác nhé. Riêng bộ âm thanh này thì bao phê bao hay, bao zin bao đẹp cho anh em. Bao đẹp trong phân khúc hàng bãi, hàng cũ anh em nhé. Tôi mong nắng tình này xin được báo giá với anh em, đó là giá 12 triệu đồng. Còn đôi loa giá 10 triệu 500. 10 triệu 500 và âm ly 12 triệu.